Chiến tranh tiền tệ xảy ra như thế nào? GDP của một quốc gia được cấu thành bởi 4 yếu tố. 1. Chi tiêu người dân. 2. Đầu tư doanh nghiệp. 3. Chi tiêu chính phủ. 4. Cán cân thương mại. Khi một nền kinh tế bị suy thoái sẽ xảy ra các vấn đề sau. Mức tiêu dùng của người dân sẽ giảm vì thất nghiệp, nợ, mất niềm tin vào tương lai. Doanh nghiệp cũng sẽ hạn chế đầu tư sản xuất vì nghĩ rằng người dân không có tiền mua. Nếu chính phủ muốn tăng GDP phải đánh thuế người dân nhưng không khả thi vì tình hình kinh tế không ổn định. Vì vậy, lựa chọn cuối cùng là tăng cán cân thương mại. Cụ thể là tập trung vào mục tiêu thặng dư thương mại, làm cho xuất khẩu mạnh hơn nhập khẩu. Để làm được điều này, giảm giá tiền tệ là điều tất nhiên. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video. Nếu thấy hữu ích hãy follow để đón xem các video sau nhé.